Điều khiến mình hối hận nhất là mình đã vơ đũa cả nắm và nói rằng người Hà Nội bạc bẽo. Xin lỗi cộng đồng mạng, xin lỗi tất cả những người dân Hà Nội, những ai đã bị ảnh hưởng và bị khó chịu bởi câu nói mang tính phiến diện của mình. Thi ca Hoàng Hiền lên tiếng xin lỗi về phát ngôn người Hà Nội sống bạc bẽo, phân trần sự thật khi vào quán mà không gọi nước. Sau ồn ào về câu nói đụng chạm đến người dân Hà Nội, TikToker Hoàng Hiền đã lên clip trực tiếp xin lỗi người theo dõi và dân tình. Cô thừa nhận bản thân vì quá bức xúc nên mới nói ra những lời quy trục, vơ đũa cả nắm với người dân thủ đô. Nữ TikToker nói về lý do dẫn đến sự việc không hay này, cô cho biết mình đi ăn bún chả và không hề biết quán nước và quán bún chả là hai quán khác nhau. Do đó khi được nhân viên hướng dẫn vào bên trong ngồi, rồi sau đó lại bị quán nước đuổi ra, cô mới cảm thấy bất ngờ và khó chịu. Cô thừa nhận bản thân vì đang mang cảm xúc tức giận nên đã có kết luận vội vàng, mang tính phiến diện gây tổn thương đến mọi người. Sau sự việc lần này, Hoàng Hiền cho biết bản thân đã rút ra được bài học của mình. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn mọi người, đặc biệt là người dân Hà Nội đã đóng góp ý kiến để giúp cô hoàn thiện bản thân hơn. Ai cũng có những lỗi lầm, hy vọng rằng sau lần này nữ TikToker sẽ cẩn trọng hơn với những lời nói khi đăng tải lên mạng xã hội.